Vừa qua tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo. Dự hội nghị có Phó Đô đốc Trần Thành Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Quân chủng Hải quân. 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Quân chủng Hải quân được triển khai toàn diện trên tất cả các hoạt động, trong đó tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan đơn vị. 5 năm qua thì cái hoạt động thi đua quyết thắng đã được đẩy mạnh trên tất cả các cái lĩnh vực, nhưng mà trọng tâm vào đấy là xây dựng cái bản lĩnh, ý chí, nghị lực, khát vọng để cho trong bất luận hoàn cảnh nào, khó khăn gian khổ bao nhiêu thì cán bộ chiến sĩ cũng vượt qua để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao, hăng say để thực hiện các cái nhiệm vụ lớn mà Đảng nhà nước giao phó. Phong trào thi đua được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả và được gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành trở thành động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vị cơ sở, hoạt động thi đua đã và đang trở thành nhu cầu không thể thiếu, là động lực để cho mọi cá nhân, tập thể phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thi đua đòi hỏi mỗi quân nhân phải tự rèn luyện mình trong một tập thể lớn. Do đó, cần phải làm cho mọi cán bộ chiến sĩ ở đơn vị cơ sở nhận thức sâu sắc được rằng thi đua là trách nhiệm của bản thân mình và của tập thể. Trong đó, cán bộ là đầu tàu gương mẫu. Thi đua tích cực sẽ động viên và thúc đẩy các hoạt động tích cực hơn. Ngược lại, nếu động cơ thi đua không tích cực, mục đích thi đua không trong sáng, lành mạnh sẽ làm giảm kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, tạo dư luận không tốt, mất hiệu quả của công tác thi đua. Theo tôi nghĩ, cần tránh sự vận dụng máy móc, đôi khi bám vào thực hiện thi đua cao điểm, thi đua đột kích mà quên đi hoặc bỏ qua nội dung thi đua lâu dài, hời hợt trong thực hiện các nhiệm vụ khác. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng, Đại hội thi đua quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2019-2024 đã thảo luận, làm rõ những mặt còn hạn chế và nguyên nhân, đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Các đại biểu cũng đã đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong thời gian tới. Là đề nghị Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về thi đua khen thưởng, tạo các cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, những cá nhân, tập thể đã không ngừng tiến bộ, trở thành những đóa hoa trong vườn hoa quyết thắng của Quân chủng Hải quân. Những hình thức khen thưởng đã được trao tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên để cán bộ chiến sĩ Hải quân tiếp tục đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.